record. Bà chứ record đấy. Ok. To tiết. Ok record đấy. Bà chứ ngày nay dương bật cài project thamay máu dương. Bây giờ dương quay anh chi nu first app chơi máu. Vì nâng xua dương thay thời cao rào đọt. Ai rào nâng. Xong khăn mình đến. Chắc nhầm vô dựa sân máu. Ai start cứ nhầm phép nè tao đi sơ mấy nha dương vô CSS. Mình chắc này. Chắc ngày nay vì cơ bông ta download project chênh máu hay vì lươn rồi có vì dứt tờ tám ấy tờ tám internet bao nhiêu đọc nè nhưng nhà thứ ba ID bọn nhà đọc nghe máu thì VS Code này là score là mình chắc ấy VS Code mà bảo VS Code máu thì chắc nhà thứ hai thì nhà folder bọn nhà đọc nghe đã từ lừa VS Code đang tới mà chắc cứ viên nó bảo trình mời mà chắc folder structure này là score lắm sao mình cho bạn phèo ấy mà vậy để dân đừng sắc xa từ bật tốp nó cứ dân sắc xa tại tôn chủ mới nắng bể tại tôn chủ mới nắng không bình nền mẹ dân cũng lấy mơ video à lớp muốn này dân chụp kia từ bộ nữa mẹ cũng lấy mơ video nắng mà mình chân tế dân hiện 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 mẹ rộng thật đa chơi dân hiện hiện ngay tích tư chân ta skip video nào mới cho bài dân đừng không đến cứ nước nông folder SRC cứ chỉ cái loại này dương passport chuẩn mẹ nước nông SRC chỉ cái loại này dương passport chuẩn cứ miền được chỉ app mẹ nước nông app này cứ chỉ root bảo vía default là vì p để bậc cao máu vì thời miền bắp năng hay dương có ở miền thời cao lục bảo vía đấy gọi là tha dương ai đừng modify code lên đăng class modify là nó được chỉ mở bây giờ sẽ code time được trong app.component.tne nhà này khi nhôm xe tới tích vậy mà ngày thì ở xe thôi khơi nè khơi như này khơi nhiều à chẳng anh cứ là vậy đây này đang đi thử vô cho tục đại chuyên kế nó cứ module app module nhà này thử mở đăng ha app mới nỉ cho mỗi điều họ lấy trong run á nữa trong bạc terminal là VS Code thì như vậy biết thằng NGS DAO NGS DAO này mình đây tha serve run project mình dùng dạy tam keyword bảo biết cứ NG serve open mình đây tha run high open compile chấp open mẹ chẳng giờ mới bị open browser là automatic nhà này thấy nhé bạc browser trên mạng mà phần tay mình sẽ bật trong lục app.component này chào lấy trong chất sale error nhà nghĩa chẳng đồng bày đăng thả vì error rưu gồm mình error nhà nghĩa right click nhà nghĩa inspect hãy nhà nghĩa cho một console nhà nghĩa nâng khơi miền error nít chỉ error bảo viết vì phép tha app component nâng cứ chỉ phát mối rồi bó anh chi mô dù rưu có chỉ mô dù để ọt bán đi port tới khăn à mô dù thông nâng mẹ toàn ấy chứ dân đại khát nơi bê đề nét đó miên component miên component thơ mấy cứ nét đó cái thờ import mà khá nóng declaration hãy tiết tôi chú mơ rao thính ní tí tiết chung nâng bà hát ta lỡ dân bà nằm ở xoay vô rao mô dù sân tới mẹ lỡ chung chút nhà bốc lên đi mùi hãy chung nâng ở nét đó cái riêng bà kết nơi component thơ mấy chúng ta nè đang khơi mùi cái nhóm này nè HTML, TS hay là module này cứ chỉ để vô vị chúng ta sẽ dịch cho vai bị thả anh chí chí mình này thả generate C mình này thả component ủi đó là chúng ta bắt cả chúng ta home page chúng ta chúng ta chọn enter chúng ta được tool ban folder mới chúng ta thả home page hay là trong folder home page nhưng cứ mình bốn file mình HTML, mình spec, mình TS, mình style sheet
miền dot css nhà này khởi miền bốn file là không năng ấy trong năng bây giờ tha file thành bốn năng cứ pra sản phẩm thôi ấy file thì mỗi cứ dot css nên này tha nó về để nhận đăng design nó website rồi có web page bọn này đăng kia năng nhận này thử ca css làm bây provide nó style oi html bao nhiêu trong obama tha chúng nâng cho một nông app này với mẹ nhà này khơi miền câu tiếng ổn ní nhà này chụp ní nhà này khơi như không ní cho bà sinh viên nâng ní nhà này chọn ao và cái lấy ní tới dịp bộ cổ hôm bộ ấy với chứng nhà này thơm mệt nhà này mình thử miền bạc cái class bạc cái đây ở biểu tôi hỏi thầm welcome to Python ní welcome ní nhà này trong đó star là biết cứ nghĩ sửa nè, nhà này ai pra cho mình đang class đi color nè, nhà này ai vô tận đạn được trong CSS dot bg color nè, này ai đã tham background sorry background color sorry text background này color sorry color alright. Chúng nhà này ai khởi nè chúng nó pe đài nước nông nỉ ta CSS mới cứ sầm rập HTML mới CSS mới sầm rập HTML mới hay nước nông thiết đại biểu sầm khăn chừng kế cứ miết bay nỉ bay nỉ cứ chi vậy nè nè đấng bay nỉ cứ sầm rập desktop application chứng Angular chứng vì mình trong tại build ban tiếng mobile web application này vì ai build ban tiếng desktop application đi còn đấy chứng alpha spec nâng cứ pra sản rap p để dương convert tới chí desktop application bạn toàn đấy chứng chứng alpha spec này dương ai lục cho bán mình chỉ bàn hà thế tục có bán lục cho có bán bàn hà thế bè à lấy đó ní mà vô bè mi dùng ngó lấy à đọc thì em ấy kể extension thì em ấy kể à thì em ấy cứ tab script giờ đấy bà xin chị dân từ say JavaScript dân đây say JavaScript đấy bây giờ dân chỉ say JavaScript à lấy xong là ưu tiên ho này làm cái gì mới lớp trong Obama thật trong miền tôi dư người tí ho chẳng tích bằng xua dỗ trong Obama thật trong miền testing ok nhưng ta đang cho chứ nhắn đây hiện cho vào script nào đi thử right click hay bật cát file ủ đồ index.js chứng chế em đi thử cho vào script đó đấy nè này ai sẽ let sẽ qua ai chẳng đây mà đấy JavaScript về mình chỉ framework này mẹ to đấy chẳng phần tay HTML bao dương sorry Angular bao dương cứ prime cho mỗi đứng TypeScript chẳng TypeScript extension bao viết cứ .ts chẳng nè này ai cho từ mới official rồi bỏ TypeScript và xin chị nè này trong đăng more detail cứ TypeScript nè cứ chỉ TypeScript để chỉ production rồi bỏ Microsoft nè rồi đấy chứ chứ TypeScript này cứ mình khóc đi AP JavaScript và mạng tế và bằng tay ability với cứ dân ai make nơi desktop application nơi TypeScript đang bán dân ai make web application nơi không TypeScript đang bán vì ai dân mấy vì miền OP nơi không nâng được chỉ JavaScript dân khởi vì nên trong TS cứ vì lo cho nó vì lo cho nó hay TS cứ open source đấy. Nên score constructor ấy. Constructor này bởi xin chí nè thông hiện Java sao bên C++ ấy có score đấy hay bởi nè anh hiện C++ ở score constructor tiết anh đang mạch đài mà
Anh chẳng bởi xin dân 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 constructor dân 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 automatic dân 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 component dân 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 component dân 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 chúng sẽ biết là hello world. Nhưng chúng mình mau run nè, nhà này thấy miễn phí hello world đấy. Bạn, nhưng miễn này thả, bê đề, khá năng chập đám, ta đã bốn cứ constructor năng cứ đa môn kỳ. Thôi đấy nhá. Và cái gì ngắt toàn là toàn này nè admin bây giờ constructor mà đong tiền constructor này nè anh ấy đại hiển simple art là nhôm sù anh ấy đại hiển simple nhôm tầm hiển si anh chẳng chơi a team art toán ấy chơi thì mà là chơi A team bảo là mình không chơi thằng này chả đọt A team mà lấy score đọt A team mà liền score này câu đấy kìa anh lắng bạn chắc anh ấy cứ chơi HTML, anh ấy cứ chơi TypeScript, anh ấy bớt xin gì nè đó khi ở school thì ở với chơi constructor thế, bà ba dừng bà ba mình đến bà ba tới mốc để sao này constructor này cứ bớt xin gì dân vậy nó không phải xa C và plus bên này thà viết đa để automatic nó về đại miên là na và cả object chân bị vì anh chẳng á nè, bạn tay bớt xin gì nè khi ở thà on score away tới chỉ object mẹ on score away tới chỉ class chẳng khi nhôm trong này cứ bỏ bá chẳng to tại dương về đây job nắng bài vô thà say constructor say class mà quên vâng chẳng cái nắng chia vị trí sao thà mỗi cốt để dương ai improve vô về bia bán của dương on ai từ bây giờ là IT constructor nó không Angular này thế mà Angular này cứ ngôn nè chứng nghe đó lý ai bật cái page bán đời tam rồi dạ ca và say command rồi đấy nè đó lý cứ nè lý admin right click bật cái đấy nè nè lý admin right click bật cái đấy bật sân gì nè đó lý trong right click bật cát của bạn này bạn thấy bạn sẽ dùng miếng cầm máy nói nè bạn thấy scroll chẳng hay nè đó khi mình tự xây máu anh chí testing ngay chẳng tới mẹ. Ok tự nhiên bạn đừng miếng folder testing load máu ní bạn thế nhé mình buôn phá là nâng sạch ai ta bạn sẽ dùng nè đó khi thằng nè đó khi chân là cầm máy chân là xế mà clay chân phế chân xế trong cát luôn này ca tử à ca folder môi mà mày testing à cái về auto framework mà rồi bé chẳng chứ thử bật ca môi môi gì được không nè ngày anh nó bật ra dương ắt từ gì cái gì ca bảo à testing dot component dot html à cái gì đấy ờ ok testing dot css dot component dot component dot css composer nè chờ lòng sẽ composer nè component component ấy bên mình phải sẽ đặt bia mày component nó miền đây tha vi chỉ component
đã có ban on có ban này tại structure angular đầm rơi rồi dương đã chân đó này mày đừng hà nó chia thì không mà nên nói này này testing dot ok component dot es nói này dương đọc pe dương đọc pe dương chấp đam tờ c dương mà tờ c à smart thiệt tặng on này xong copy thì mỗi việc thời ca import trên bị component angular core ai việc thời ca selector nhưng thời đo selector biết trong ưu cho họ đi app testing như thế mà những nhân thời mà sẽ chọn hay thử chạy part ai việc gì cái testing dot component dot cái component dot css html ai giờ này copy anh em áo ai test đồ extension viết tay chia chia sẻ anh chẳng mà nè thằng này copy này đã chung một là viết đã thật testing component cho lòng tới composer component hay bàn vô à component nâng tới import cho tức nó ôi vô chạy bàn tay p để nàng nghe import chứ vì ở school để sao tại dương toa mày import à anh ấy đôi kê càng lớn nữa chứ nè anh đã mau bị lớn hay cho bị ta quick fix hay import mà nhé nói chứ tại đấy composer khó nè component làm thế composer là hôn để sao tại nhầm sẽ la về vì job đầy ok chứ nè đi toàn ma ba mát toàn gì còn nè chẳng phân năng ai nè năng kia là biếp bà cát không bình nè nè đi xua xùm đô đi bây giờ lấy những trong wall này tàm nè nó nè lấy trong lấy nè anh em bên đây thử chứ ngon nó không lại nhá bởi chẳng thích nhầm từ một tiền mà miếng đây nè bè chân tim muối binding trong nâng oi nè đặc nghĩa chê oh sorry xong phải chỗ mô chấn ti môi angular vậy đây nè tao khi thời hiến cứ binding hãy chúng nâng từ install bootstrap bây giờ nè tao khi rồi biết install bootstrap làm bay ấy nhạc nghĩa mơ tới cool tích để nè score bootstrap ấy mình chờ lọ mặt ấy bootstrap ô bootstrap ở là anh chị xem bởi đẹp này nè à chứ chứ is bootstrap គឺ ជា framework របស់ CSS គ្រាន់តែ បើសិន ជា យើង ប្រើ bootstrap ទៅ យើង អាច សរសេរ style លឿន អី អញ្ចឹង ទៅ ណា តោះ ណា អញ្ចឹង ខ្ញុំ ត្រូវ import វា មក លើ head tag 1 ហើយ ខ្ញុំ តែ ប៉ុណ្្នឹង ទៅ បាន ណា នេះ នៅ ក្នុង HTML នេះ HTML បាទ ពី យើង clean អក្សរ យើង ឲ្យ ស្អាត ជាង មុន បន្តិច ហេ វា remove រៀង អី អញ្ចឹង ទៅ អាច ជាង មុន បន្តិច អញ្ចឹង ឥឡូវ ខ្ញុំ ឧទាហរណ៍ khi ông miền navigation mới, mẹ khi ông một thời gian là lơ app.component.html này, khi ông đang cho thời gian component, bỏ bootstrap, khi ông cho nào bán, thì nào bán này khi ông copy về máu khi ông chưa được save về nhá vừa admin thử save không, chẳng chung đại lơ head về môi máu vừa nhom có đại đã về, đấy. Mà nói trong ai viên cho drop down cho chạy bán, nào đấy thử mò back mò home viết, hay copy line JavaScript này chị này, đã đấy, như này chị query, viên copy cho máu, chẳng làm bao giờ drop down đấy cho chạy chẳng mới thẹn máu chẳng, còn đấy chứ.
chúng khi ông đang tí mà chúng nó không nâng khi ông đang oi này chơi binding mà nâng gọi nhóm tại vô style đấy toàn thử ấy đấy mà nhóm chưa tới căn comment đang đón tí thì nhóm vô bị thả nhóm thử quay bị thả input mà tới mình chính input không ní miền này chỗ bọn miền tây hồ chớ quay từ xe luôn ai đòi thế không đi nhưng mà đừng bật ca muối nào biết thử score row score cả lắm mà nấy cứ nâng bootstrap nào nấy thật nhiều row container bao giờ container nhưng nếu không container mi row nhưng bật ca nào mi row cứ miền cả lắm mẹ khô lắm đi đã vì bài đặt cả lắm mà bán âm đi đọc pi chẳng tới ok đặt chẳng chứ mẹ những bên này nhung đã rô không đi đọc pi chẳng nó không nghĩ Obama đặt cho miền import muối sẽ luôn ấy đó thì generate màu và import chẳng đã type ở việt phong type import type vậy kì import type text chúng mình đang đọc nè click từ mơ bỏ dương với nhà đi nâng khơi miền này input này màu mũi anh vay bị cho lại ai chẳng bàn nhà đấy thế nhé thế nhé như ai vay cho vậy cơ mà nói xin gì dương cho người hiện sản tích nên không nắng dương ai em quá mũi lại cái nào nhé và hay cái bán class form form thì có bootstrap đấy bây giờ trong ban ấy dân tôi copy hơn là bé bây giờ trong ban tôi trong ban info tôi trong ban linh nam mới đời bài cho thế nên mình muốn đẹp nên mình phải đẹp lắm tôi là năng của con mơ vẫn cứ copy nó mà đạt mà đẹp chân bà copy đã mấy thời dễ chưa bà đi nhưng bài phốt môi sẽ ạ chạy bà xin gì thôi mà đá nè lấy kết mất nè lấy thử xe 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 đầm bây giờ chân chân mau bán mình một bán input một gì vậy bà nhung thay là chung một hai chân chân máu với sạt mẹ chứ nè này thử score mới sánh ba nhà tá nhóm on giấy đấy là hướng input bootstrap ấy nhóm on giấy vậy nó nè này thử từ mơ kêu này thì mỗi là lấy được xong và hai pi đầu biết declare data declare variable declare variable chứ nè này admin vậy đẹp thang nè này on score variable đấy nè thì on score variable nếu trong JavaScript cứ nhóm bài hai nhóm pi JavaScript W3School nhà này ai cho W3School bán JavaScript nhóm do nào mua cho do try yourself hay nhà này mới bị chân mà chân bán nhà này nếu trong JavaScript như ai declare đòi pra nơi xin tạ tam là gì ạ và rưu let toán ấy chân nhà này đó let x mà pay buồn chẳng tới pay chẳng tới cho mình nè đó clean trong ao à đi khơi nước nóng nắng anh đi thơm mình đi thơm mấy mình có nằm lại ơi smile tới chỉ mỗi nắng x đi mà tâm anh x tất năng cho lòng tình buồn tình so thông tiết oh my god bè nè cái
chứ nếu không JavaScript đâm bay declare variable cái ai declare ta rồi dạ let ai declare ta rồi dạ vá và đây nó không tab bởi giờ ní cứ always cứ let đây vá gọi bán đấy và ta gọi là thay chỉ tu tới cứ không tab script viết sạch cái hồi dưỡng create ta rồi dạ let cái này chúng ta sẽ biết tha let ủ thì hỏi nhưng trong declare chỉ number chứng trong còn đây đã tha nắm cái này khi mà sai nhau smart chỉ mới nâng lên sorry nè nó ní chấm phụ instant variable hay nâng nâng nông variable nâng nông ní cứ khó ní cái này nè là cái declare chỉ instant variable bài ní cứ dừng ở trong bài đặt let đi dừng declare let bây giờ tại dừng miền function này chẳng á nè dừng miền script chẳng bàn dừng ai declare let x mà nó phải bàn và tại bây giờ dễ declare instant variable này ô tập ô bà má thay dương trong declare chữ string nhưng đã thở str chẳng này anh ai chốt bí hay vay thà vay thà string mà nó hello world lại chẳng tới chẳng bây giờ này anh ấy trong show viên lơ console này anh ấy ai pra constructor của constructor nó bị đè form dân load trên má constructor nó đa môn kề mà chứng nè thì anh đã str bê đè nè nó đi call hai việc mà vĩnh nhà cái thử job để keyword this của vị trí instant variable vị trí chia variable này mẹ chia variable nó không lột call chứ hết á mẹ mẹ chia variable nó không function chứ hết á mẹ chia variable nó không block chứ hết á qua khi vừa đi nữa mẹ mình đang ở constructor đi ní mình để thay dương gồm bông để cho lời clock luôn này tiên vô clock tiên vô variable str vô máu phở chân nào đi từ mơ nó không bỏ dương với nhà đi nâng khơi miên console application load mà bị thả hello world chân bị load thả hello world rồi sao ấy đấy sao tại vì bán print nè console lock tiệt đang thay console lock cái phở thì mẹ thế ấy print nè print đầm lấy nó lỡ console bỏ browser nó đấy chứ nhưng hai đo tiết nhà này thử inspect right click inspect chứ nhà này khinh load đập tiền đi mồi mà cái hai thay developer tool chứ nhà này cứ console nó không ní nhà này nó khinh miễn bị hello world chứ nè cái thử note ha nó bị để nè đó kia declare utility instant variable này cái này nè thì trong màn vị trí number bật sinh nhật không chỉ plus để tập thay bọn nè đó cái này miền sỉ out sorry nè cái miền integer miền long all miền float miền string miền char boolean miền này cái miền tiết mẹ nó không đi mẹ tập pin nó không tab script nè anh nghe cái phong tập xe ní đôi chỉ nè tao nghe tập xe tab script chẳng mình mẹ nè tao nghe xe angular nè còn giờ lắm á để sát nè nè tao nghe cái phong tập xe nó lớn dot ts mà nó vậy mẹ nè tao nghe xe angular anh nghe nè anh nghe angular mình mẹ chỉ language chứ angular cứ chi á cứ chơi framework mẹ chia lên bạn chắc ở đây để dân cái phong tập này cứ dân cái phong tập tập xe nó lớn TypeScript toàn đấy chứ chắc để ra tập zoom dân chất đặt này hả zoom dân via per box free về trong on này tí ấy chứ những bật sẵn hay trong cho mà bến ok có đấy chứ nhưng bật zoom sẵn hay chẳng nhóm phép link ở chôm đoàn tiết thì sao bây bàn đã sai xa một tí